Thời Ngựa Hoang bản trẻ của siêu phẩm điện ảnh tháng 5 rực rỡ đã nhiều thay đổi. Hoàng Oanh trở lại vui tươi hậu ly hôn, làm mẹ đơn thân tràn đầy năng lượng. Khổng Tú Quỳnh vẫn là công chúa dâu tây trẻ măng, đáng yêu, ngọt ngào. Jun Vũ và Hoàng Yến Chibi dường như vẫn bỏ ngỏ cửa yêu, tận hưởng cuộc sống sang giàu. Bom tấn điện ảnh tháng 5 rực rỡ quy tụ nhiều diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc nổi bật, diễn xuất ấn tượng như Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh, Khổng Tú Quỳnh, Jun Vũ. Mà mỗi người đều có một đường tình duyên rất khác biệt. Hoàng Oanh. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hoàng Oanh bất ngờ tuyên bố kết hôn. Á hậu Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc tên Jack được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz. Cả hai đã có khoảng thời gian yêu nhau và về chung nhà bằng một đám cưới trong mơ vào năm 2019. Sau đó, họ chào đón con trai đầu lòng với vô vàn lời chúc từ người hâm mộ. Do tính chất công việc cho nên Hoàng Oanh cùng con trai theo chồng sinh sống tại Singapore vào tháng 9 năm 2020. Cũng kể từ khi theo chàng về dinh, Hoàng Oanh gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Những tưởng đó là cuộc hôn nhân bền chặt, thế nhưng chẳng lâu sau, cả hai lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi trước sự ngạc nhiên của công chúng. Trước khi chính thức xác nhận, cả hai cũng liên tục vướng tin đồn rạn nứt vì không còn xuất hiện cùng nhau nhiều như trước. Theo chia sẻ từ Hoàng Oanh thì nguyên nhân dẫn tới hôn nhân tan vỡ là do những khác biệt trong suy nghĩ và cách sống của hai vợ chồng cô. Sau khi ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh trở lại Việt Nam, tiếp tục hoạt động nghệ thuật và nuôi con. Jun Vũ là một trong những mỹ nhân xinh đẹp và thành công, Jun Vũ chi mạnh tay cho nhiều tài sản giá trị như xe sang, hàng hiệu. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tiết lộ bản thân đã có thể tự mua được nhà nhờ tiền cát xê khủng sau những bộ phim mà cô tham gia. Sự nghiệp phát triển nhưng tình duyên của cô nàng này thì kín lắm nhé. Đầu năm 2022, Jun Vũ dính tin đồn hẹn hò với Ngô Hải Nam. Tuy nữ diễn viên đã lên tiếng khẳng định cô và Hải Nam chỉ là bạn bè, nhưng loạt tin khắp mạng xã hội lại cho thấy điều ngược lại. Cặp đôi liên tục bị soi loạt chi tiết sống chung nhà, đi du lịch cùng nhau. Dù cả hai đã cố tình đăng ảnh trong khoảng thời gian khác nhau nhưng vẫn không thể qua nổi đôi mắt cú vọ của cư dân mạng. Chưa hết đâu nhé, cả hai còn không ngần ngại tương tác trước ống kính mọi lúc mọi nơi. Khổng Tú Quỳnh. Khổng Tú Quỳnh được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và gặt hái nhiều thành công trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân này đã chuyển hướng phong cách trở nên sành điệu và cuốn hút hơn trước kia rất nhiều. Khổng Tú Quỳnh hiện đang sở hữu hai căn nhà riêng giá trị lớn cùng khối tài sản khủng mà nhiều người mơ ước. Sau khi chia tay Ngô Kiến Huy được 2 năm, Khổng Tú Quỳnh vướng nghi vấn quen người mới. Đặc biệt khi người chị thân thiết Đông Nhi lỡ tay bình luận câu người ta có tình yêu nên đẹp là điều hiển nhiên thì dân mạng càng tin vào suy đoán của mình hơn. Tuy nhiên, bé dâu Tây vẫn chẳng xác nhận hay chia sẻ điều gì về chuyện tình cảm của bản thân. Hiện tại Khổng Tú Quỳnh đang tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và gây ấn tượng vì sự đáng yêu ngọt ngào và vui vẻ, trẻ trung chẳng khác ngày xưa. Đúng là bao năm công chúa dâu Tây vẫn tuyệt vời như vậy. Hoàng Yến Chibi. Hoàng Yến Chibi tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc riêng. Nói về chuyện tình cảm, cô nàng đã từng trải qua khá nhiều mối tình, nhưng có vẻ hiện tại lại chưa yêu ai để tập trung cho sự nghiệp. Hoàng Yến Chibi cũng có lần trải lòng về chuyện tình cảm khi cho rằng mình rất lụy tình khi yêu. Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, Hoàng Yến Chibi đã sở hữu riêng cho mình khối tài sản khủng với 6 căn nhà mang giá trị lớn. Không chỉ là tay chơi bất động sản, Hoàng Yến Chibi còn sở hữu vô số hàng hiệu đến từ các hãng đình đám nữa đấy.